Cái điều cao quý, cao thượng, những sự tốt đẹp đó con ạ. Sư phụ muốn tất cả con sẽ là những bông hoa rất là đẹp để dâng hiến cho đời này. Nghe không? Các con, tất cả đệ tử của sư phụ đều sẽ trở thành bông hoa đẹp. Tự mình biết làm đẹp bản thân mình. À, đây không phải chỉ đẹp về hình sắc, thể diện, mà đẹp về nội tâm, đẹp về nhân cách và trí tuệ. Cái đó mới là cái mà sư phụ mong muốn.